Lời nói đầu Di Động Ninh Thuận xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời chào thân thương và trân trọng nhất. Chương trình Thử Vận May được tường thuật trực tiếp sổ số Thử Vận May vào lúc 19:30 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Di Động Ninh Thuận. Một lần nữa thì mình cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Thì chương trình Tri An Khách Hàng, các khán thính giả của kênh Di Động Ninh Thuận thì mình làm một cái chương trình Thử Vận May. Thì hôm nay là ngày Chủ Nhật các bạn, Chủ Nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023. Thì cái clip này mình mở ra là nhằm để các bạn vào đăng ký tham gia dự thưởng ha. Thì các bạn đăng ký tham gia dự thưởng thì vào ngày 8 thứ bảy lúc 19:30 mình sẽ phát trực tiếp sổ số cho các bạn. Đây là phía sau của mình, đây là những chiếc lồng cầu này các bạn. Các bạn, đây là chiếc lồng cầu ha. Đây. Vào lúc 19:30 tối thứ bảy các bạn thì mình sẽ mời năm em nhỏ ra đại diện quay cho các bạn ha. Thì giải thưởng tuần này các bạn cũng sẽ là 9 giải ha. Rồi, đầu tiên chúng ta vào giải đặc biệt ha, là tuần này là bao nhiêu. Giải đặc biệt các bạn gồm có 5 con số ha, có 5 con số quay một lần 20 triệu. Giải nhất 5 con số 10 triệu quay một lần các bạn. Giải nhì 5 con số 5 triệu quay một lần. Giải ba 5 con số 4 triệu quay hai lần. Giải tư 5 con số 2 triệu quay 7 lần các bạn. Giải 5 4 con số 1 triệu quay 1 lần. Giải 6 4 số 400 ngàn quay 3 lần. Giải 7 3 con số 200 ngàn quay 1 lần. Và cuối cùng là giải 8 2 con số 100 ngàn quay 1 lần. Rồi, các bạn đã nắm bắt ha. Thì ngay tại cái clip này ha, các bạn xuống phần bình luận các bạn đăng ký như sau. Các bạn xuống phần bình luận các bạn soạn tin với cú pháp là thử vận may, rồi khoảng cách 5 số cuối điện thoại của các bạn đang dùng, rồi khoảng cách, ví dụ như các bạn ở Việt Nam các bạn sẽ soạn là Việt Nam, các bạn ở quốc gia nào các bạn sẽ soạn quốc gia đó ha. Đó. Nhưng các bạn đặc biệt phải là lưu ý 5 số cuối điện thoại của các bạn phải chính xác ha. Khi trúng giải mình sẽ xác nhận lại đó là số của các bạn đang dùng để mình trao giải cho các bạn. Đó. Phải nhớ ha, coi chừng nhắn lộn số ha, phải tuyệt đối phải chính xác. Đó thì khi các bạn đã đăng ký tham gia rồi đó thì các bạn nhớ theo dõi ha, lúc 19:30 thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023. Vì cái chương trình này mình mở ra là cứ vào tối thứ bảy là mình sổ một lần cho các bạn đó. Còn mình mở giải cho các bạn đăng ký tham gia dự thưởng là vào ngày Chủ Nhật ha, hàng tuần, nhằm để tri ân khách hàng của kênh Di Động Ninh Thuận và khán thính giả của kênh.
Nên mình cũng rất mong là các bạn tham gia đăng ký rồi chia sẻ cho những người thân quen của mình tham gia ha. Đó. Nếu mình không trúng thì biết đâu là người thân của các bạn trúng ha. Đó. Còn về giải thưởng thì mỗi tuần mình sẽ làm cái giải thưởng, nó sẽ khác nhau các bạn ha. Đó. Lúc này mình làm như vậy, nhưng có thể là lần sau mình làm nó khác lại ha. Mình sẽ cân đối cái giải thưởng cho nó phù hợp. Nên cái chương trình này mình mở ra là hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí ha. Các bạn tham gia, các bạn không mắc một cái gì cả. Đó. Nhưng các bạn cũng sẽ có cơ hội ha, nhận về những cái giải thưởng nêu trên. Bữa giờ ít người tham gia, không có người tham gia các bạn. Nhưng không có người tham gia mình vẫn sủ ha, mình vẫn quay xuống, vẫn sủ cho các bạn. Đó thì các bạn nào mà mình thấy các bạn xem nhưng mà không đăng ký tham gia thì khi sủ ha, các bạn xem thử năm cái số cuối điện thoại của các bạn nó có nằm trong cái giải nào không ha. Nếu có thì mình nghĩ là một điều đáng tiếc, nên các bạn xem, các bạn cứ tham gia ha, tham gia và chia sẻ đi. Tại vì cái chương trình mình phải nói là mở ra cho các bạn không hề mắc một cái gì cả, không mắc một cái gì. Mình đứng ở đây, mình ngồi ở đây các bạn, không phải là mình câu view các bạn đâu ha. Đây là mình đang thực hiện một chương trình để tri ân. Nên là mình, cái mong muốn của mình càng nhiều người tham gia càng tốt. Nhiều người tham gia các bạn, thu nhập YouTube càng cao thì càng cao, mình sẽ làm giải thưởng càng cao cho các bạn. Đó. Cứ làm là quay nổi như các bạn. Mỗi lần nó sẽ có 10 quả banh các bạn ha, 10 quả banh, tức là từ con số 0 đến con số 9. Đó. Các bạn nào đã xem rồi, xem qua cái chương trình của mình rồi, có đăng ký tham gia rồi thì các bạn đã hiểu và nắm bắt được cái cách chơi ha, cái luật chơi. Còn mình nói cho các bạn nào chưa xem cái chương trình của mình lần nào ha, thì các bạn xem và nghe cho thật kỹ ha, và lưu ý. Ví dụ như các bạn tham gia đó, các bạn mà muốn tham gia thì các bạn phải lưu ý là các bạn coi từ cái clip đó là mở vào ngày mấy ha. Đó, ví dụ như hôm nay là ngày 2 thì tới ngày 8 sủ. Đó, thì các bạn theo dõi được thì các bạn sẽ biết được là cái clip đó là mới ha. Chứ sợ cái clip nó các bạn không nghi kỹ, các bạn tham gia nhầm cái clip các bạn. Có khi là các bạn tham gia nhầm cái clip cũ ha. Ví dụ như bây giờ là 3 tháng 4 rồi mà các bạn không biết, là các bạn không nghe rõ ngày, các bạn tham gia trúng cái clip mà nó nằm trong cái tháng 3, ví dụ vậy ha. Nên các bạn phải nghe cho thật kỹ để tham gia. Chương trình không giới hạn người chơi. Đơn giản vậy thôi các bạn. Vào tham gia, đăng ký. Rồi, mình đã xác nhận cho các bạn rồi. Cứ lúc 19:30 là mình sổ. Rồi, cái clip này là mình mở là để cho các bạn vào đăng ký tham gia dự thưởng thôi. Thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào lúc 19:30 tối thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023. Xin chào.